Đây là một cái tiệm, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người nè, một cái tiệm ăn thử. Và tất cả các cái loại bánh ở đây đều được ăn thử hết. À, mọi người có thể thấy không? Có thể uống trà được miễn phí nữa. Vừa ăn bánh vừa thưởng thức uống trà ở đây. Cho nên tiệm ở đây là đông nhất trong cái trên và tuyến đường mà đi đến Kiyomizu. Và mình cùng xem thử là mọi người sẽ được ăn những cái loại bánh gì của Kyoto nha. Đây, tất cả những cái loại bánh ở đây này, tất cả mọi người sẽ được ăn thử luôn. Có loại gì đây? À, loại mè đen này, goma này, matcha này, Nikki này, hạt dẻ này, rồi yakimo này, rồi ichigo là do banana và chocolate. Đây là tất cả các loại mọi người sẽ được ăn thử. Và cứ 5 miếng là 250 yên. Ở đây là tiệm thử bánh nha mọi người. Nhà gì đông ấy là đông luôn. Wow, sugoi. Rất là nhiều loại này. Đây được cho ăn thử bánh ấy, cho nên đông lắm. Đây, Satoshi cũng vô thử bánh coi ha. Đây nhà mình cũng thử nè, cái này là fresh lot nè. Xem thử thế nào. Tabete mite. Tabenai no. Tiệm này được ăn thử bánh á, cho nên mọi người là please feel free to try it. Cho nên mọi người ở đây rất là đông, đến mua cũng đông đó. Được ăn thử tất cả các loại ở đây luôn. Đó, mọi người có thể thấy không, nguyên một cái dãy từ đầu đến cuối đó là người ta bỏ cho mình ăn thử tất cả các loại luôn. Xong khi mọi người ăn thử xong thì mọi người sẽ thường mua rất là nhiều thứ. À, sẽ cho mọi người xem này. À, cái hộp này à, matcha, à, Nikki và matcha thì hết rồi nha. Đó, mình đều được ăn thử hết á. Đó, một dãy luôn. Còn Satoshi nhầm mắt vừa. À, Satoshi à. Wow, bây giờ trời tối nhưng mà mọi người lên rất là đông luôn á. Mọi người lên để ngắm lá đỏ vào ban đêm đó.
ban đêm họ lên còn nhiều hơn. Bây giờ rất là đông anh ha. Mọi người lên ngắm lá đậu vào ban đêm á, cho nên giờ đông mỉa sợ luôn. Trong lúc nhà mình thì đi về, vì tối rồi. Wow. Ngắm lá đậu ban đêm thì vẫn có tốn phí. Lúc nãy thì nhà mình cũng vô được, nhưng mà wow, càng lúc càng đông luôn á. Bây giờ bên này thì mới khoảng 5 giờ rưỡi giờ theo giờ Nhật Bản, nhưng mà bây giờ rất là đông luôn. Mà đường thì tối, tại vì bây giờ bên này là mùa đông rồi á. Mới 5 rưỡi mà trời tối anh hả? Wow, quán nào cũng đông đúc hết á. Mấy cái bánh này hả? Mấy cái này gọi là gì ta? Dạng như kiểu làm giống như bánh chả. Kiểu bánh này như bánh chả cá vậy. Bột là chủ yếu. Show out hết hàng luôn. Wow. Đông dễ sợ luôn á. Sugoi. Wow, sugoi. Người lên cũng đông mà người về cũng đông. Tại vì hôm nay là chủ nhật, hôm qua gia đình là tính đi rồi nhưng mà trời mưa mọi người à, rất tiếc, cho nên là không thể nào đi quay được. Nếu không, nếu mà hôm qua là thứ bảy mình đi thì có thể vào bên trong được ha. Phải nếu vào bên trong luôn á thì mình xem được cái ban đêm luôn. Bên trong mọi người đang đợi. Mm-hmm.